Một trường hợp bệnh sinh trước vẫn thường gọi là bệnh phong cùi, vô cùng hiếm thấy ở Mỹ, đã được phát giác trong một trường tiểu học ở vùng Nam California, khiến giới chức y tế phải vội vã trấn an phụ huynh học sinh và công chúng rằng loại bệnh này rất khó lây lan và dễ chữa trị. Hai học sinh ở trường tiểu học Indian Hills Elementary School ở khu vực Europa Valley, lúc đầu được một bác sĩ địa phương chẩn đoán cho biết là bị bệnh Hansen tuy nhiên tuần này họ nhận được kết quả thử nghiệm từ cơ quan quốc gia nghiên cứu bệnh hazen parton ruth tiểu bang louisiana cho thấy chỉ có một trong hai học sinh nói trên mắc bệnh giới hữu trách đã gửi thư tới phụ huynh học sinh ở trường tiểu học này nơi đã được tẩy rửa sạch sẽ sau khi có tin về bệnh hazen để trấn an họ rằng bệnh này rất khó lây lan và không có nguy hiểm gì cho bạn học của em nhỏ mắc bệnh Bác sĩ Cameron Kaiser, người đứng đầu cơ quan y tế cộng đồng của quận Riverside County, nói rằng mắc bệnh Hazen là điều rất khó. Mỗi năm có khoảng 150 trường hợp bệnh Hazen được phát giác ở Mỹ, với hơn 95% dân số Mỹ có sự miễn nhiễm tự nhiên với bệnh này. Dù nhiều người vẫn tin rằng bệnh Hazen rất dễ lây lan và khiến người mắc bệnh rụng các ngón tay, chân, thì giới chức y tế chuyên môn cho hay bệnh này chỉ lây lan qua sự tiếp xúc lâu dài và dễ điều trị bằng thuốc trụ sinh. Bệnh này không lây qua những tiếp xúc ngắn ngủi như bắt tay hay ngay cả có quan hệ tình dục. Giới chức y tế quận Riverside County chỉ cho hay học sinh kia nhiễm bệnh qua sự tiếp xúc kéo dài với một người hiện không ở trong quận này. Thuốc trụ sinh thường tiêu diệt vi khuẩn gây bệnh Hazen chỉ trong thời gian ngắn và cần từ 1 đến 2 năm để hoàn toàn tẩy sạch vi khuẩn này ra khỏi cơ thể người bệnh. Nếu không chữa trị, thì bệnh sẽ hủy hoại da và dây thần kinh, đưa đến tình trạng biến dạng và tật nguyền.